Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một bộ hòa dàn mini khá là đặc biệt ạ. Đây là CAV model T2 với cầm chiêu Inverted Amplifier. Con này là một dàn âm ly đèn ạ, nhưng mà size mini. Con này thì bán ở trên thị trường Nhật. Bộ này rất đẹp, nó được phủ màu bạc, nhìn rất sang trọng. Nhưng mà nó làm bằng nhôm nguyên khối ạ, chứ không phải là bằng nhựa xong sơn bạc này nữa. Con này của nó bằng nhôm đấy ạ, vỏ nhôm, giáp của nó màu vàng sáng bóng ạ. Có 3 input vào ạ, đều là input analog ạ, AUX, CD, DVD. Đấy là một đôi loa của nó. Đôi loa của nó là 2 cầu, công suất là từ 5 đến 20W ạ, 6 ohm, độ nhảy 84 dB. Con này tiếng êm ái lắm ạ, nghe những cái đoạn cao trào không hề bị chói tai, chắc là đặc thù của dòng âm ly đèn. Em đang ghép với nó, con này chỉ có âm ly thôi và một cái dock dành cho iPhone 4, cái dòng đời cũ. Đang ghép nó với một con CD của Tech, dòng chơi được nhạc DSD. Con CD này có giá là 8,5 triệu. Giá thị trường của nó bây giờ đang khoảng 17 triệu ạ. Vậy chúng ta test thử qua cái bộ dàn này. Em sẽ test trên CD trước. Chúng ta nghe một bài nhạc đây. I read a note my grandma wrote back in 1923. Tiếng này cực kỳ dễ nghe. Grandpa kept it in his coat and he showed it once to me. He said, boy, you might not understand, but a long, long time ago, Grandma's daddy didn't like me none, but I loved your grandma so. We had this crazy plan to meet and run away together, get married in the first town we came to and live forever. But nailed to the tree where we were supposed to meet instead, I found this letter and this is what it said. If you get there. Nhạc vàng đi. Gió lạnh đầu hè, khuê phòng phủ kín tâm tư, nhìn từng hạt mưa xa, thương đời biển sau bao la, để cho cành hoa héo khô, lỡ cùng ai ân xuân. Cô nhìn đợi chàng
mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm